với khuôn mặt vẹo lệch nghiêm trọng, sống mũi gãy, mắt một mí và phần thể hiện tài năng đầy ấn tượng, Trần Minh Hoàng đã giành chiến thắng áp đảo trước Phùng Văn Hiếu với tỷ lệ bình chọn 82%. Bạn hãy trở về nhà tiếp tục nuôi ước mơ của bạn. Thay đổi diện mạo đối với bạn Trần Minh Hoàng này là thay đổi ngoạn mục. Liệu diện mạo của anh chàng mặc lệch sẽ thay đổi ra sao? Ước mơ tỏa sáng trên sân khấu của chàng dancer tài năng có trở thành hiện thực? Đón xem tập tiếp theo của Hành Trình Lột Xác mùa thứ tư được phát sóng lúc 19 giờ Chủ nhật ngày 12 tháng 1 trên kênh Today TV.